Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ba bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Ba bị can bị bắt giam gồm Nguyễn Huy Thao, sinh năm 1978, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Việt Yên từ năm 2018 đến tháng 12 năm 2021, hiện là trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Việt Yên. Nguyễn Thị Song Hà, sinh năm 1968, phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Việt Yên. Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1988, ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, là chủ hộ kinh doanh Trần Vũ, có địa chỉ tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Vĩnh Kế, thành phố Bắc Giang. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định các bị can trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa và thiết bị giáo dục lên từ 3 đến 5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.